Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023. Sứ mệnh to lớn nhất và niềm hạnh phúc nhất của người thầy thuốc là chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong 68 năm qua, khoác lên mình chiếc áo blue, các thầy thuốc tận tụy với công việc bảo vệ sức khỏe người dân. Đặc biệt trong các năm chống dịch Covid-19, đội ngũ y bác sĩ đã truyền năng lượng tích cực và niềm tin để cả nước cùng vượt qua gian khó. Cùng với đội ngũ y bác sĩ trên cả nước thì những y bác sĩ của Thừa Thiên Huế đã luôn trau dồi chuyên môn nghiệp vụ cũng như ý đức, hy sinh, tận tụy hết lòng vì người bệnh. Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những thầy thuốc tiêu biểu đã có những đóng góp lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe, cứu chữa bệnh nhân cũng như truyền lửa cho các thế hệ trẻ. Từ một bệnh viện chỉ có 50 giường và mỗi ngày chỉ khám cho 50 bệnh nhân, Trung tâm Y tế huyện Phú Vang đến nay đã có quy mô 250 giường bệnh, mỗi ngày khám cho 600 đến 800 lượt bệnh nhân ngoại trú và 220 đến 250 bệnh nhân điều trị nội trú. Đó là thành công từ sự quyết tâm của cả tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm và đặc biệt là sự chỉ đạo điều hành của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Vang Trương Như Sơn. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, ông Trương Như Sơn đã cùng lãnh đạo trung tâm tổ chức xây dựng tổ huyện y tế cơ sở. Với phương châm không ngừng nâng cao chất lượng để phục vụ người bệnh, trung tâm đã tập trung nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại để phục vụ người bệnh một cách tốt nhất. Đến nay thì trung tâm y tế đã tập trung rất nhiều vấn đề, trong đó là tập trung về công tác đào tạo về nguồn nhân lực để đáp ứng với nhu cầu công tác khám chữa bệnh. Về hai là công tác cơ sở vật chất là luôn luôn là đẩy mạnh duy trì và xây dựng các cơ sở vật chất, cầu trang thiết bị để đáp ứng được cái công tác khám và điều trị, chăm lo được bệnh nhân được ngày càng được tốt hơn. Khám bệnh cứu người là tâm huyết, là mục tiêu phấn đấu không ngừng nghỉ. Và đối với Hòa thượng Thích Tuệ Tâm, Giám đốc Trung tâm Kế thừa và Ứng dụng Y học Cổ truyền Tuệ Tịnh Đường Liên Hoa, điều đó đã trở thành lẽ sống, là trách nhiệm của Hòa thượng trong cuộc đời này. Hòa thượng Thích Tuệ Tâm không những là một vị sư đạo hành mà còn là một trong những lương y giỏi uy tín của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuệ Tịnh Đường Liên Hoa mỗi ngày khám chữa bệnh và châm cứu miễn phí cho khoảng 200 bệnh nhân đủ mọi tầng lớp tôn giáo. Với Hòa thượng Thích Tuệ Tâm, khám chữa bệnh không phải là nghề mà là phương tiện để giúp đỡ người nghèo, là hành nguyện để hoàn thiện con đường tu tập của mình. Đối với con nhà Phật á, thì lấy cái hành là cứu độ chúng sanh làm mục đích, nhất là phục vụ chúng sanh. Bởi vì khi mà mình phục vụ những người bệnh nhân của mình thì mình thấy rằng là có một cái gì đó rất là cao cả. Khi một bệnh nhân mà họ được lành bệnh thì cũng giống như là mình được lành bệnh, và mình luôn luôn đấy bệnh nhân là làm cái mục tiêu chính của mình, làm thế nào đó để họ bớt khổ đau. Không chỉ tập trung nâng cao tay nghề của bản thân, các y bác sĩ còn chú trọng vào nhiệm vụ truyền nghề, đào tạo những thế hệ sau trở thành những bác sĩ, y sĩ giỏi trong tương lai. Giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Cao Ngọc Thành là một người như vậy. Ông đã dành hơn 40 năm cuộc đời để nghiên cứu nhiều công trình khoa học, góp phần giảm đi nỗi đau của người bệnh. Ở vị trí thầy giáo, giáo sư Thành luôn tận tâm với những công việc mình đang làm, tận tụy truyền lại cho các thế hệ học trò niềm tin yêu, gắn bó với nghề bằng cả tâm trong sáng. Giáo sư luôn tâm niệm để trở thành một bác sĩ giỏi, không chỉ cần phải có trí tuệ mà còn phải có cả một tấm lòng y đức cao cả. Với bất cứ một người thầy thuốc nào thì tri thức rất quan trọng. Và cái tri thức ấy nó sẽ được bổ sung bằng kinh nghiệm của chính bản thân người thầy thuốc đó và cả cái kiến thức được cập nhật. Một bác sĩ phải có tấm lòng nhân ái, thương yêu người bệnh. Và chúng ta xem cái đau đớn của người bệnh như chính bản thân của chúng ta, của người thân chúng ta. Sự khỏi bệnh, sự hạnh phúc của người bệnh là chính là hạnh phúc của chúng ta, của bản thân người thầy thuốc đó. Với vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, nghề y là một nghề đặc biệt đòi hỏi nhân lực y tế phải đáp ứng cả yêu cầu chuyên môn và y đức. Nghề y cao quý không chỉ ở hai chữ thầy thuốc mà còn thể hiện ở sự tận tâm, tận lực và nhiệt huyết với nghề của đội ngũ y bác sĩ mang đến sức khỏe cho bệnh nhân. Với họ, món quà ý nghĩa nhất là được nhìn thấy bệnh nhân của mình khỏe mạnh và hạnh phúc.